Ok, xin chào quý anh chị nhau tư đã quay trở lại với kênh YouTube ATP Club Channel đến với bản tin phiên trưa ngày 10 21 tháng 12 năm 2023. Chúng chị sẽ có một phiên chiều giao dịch thuận lợi và hôm nay là một phiên đáo hạn phái sinh, một phiên đáo hạn phái sinh phải nói là cuối năm, cuối cùng của năm. Hy vọng là chúng ta sẽ có được những cái quả ngọt trong phiên ngày hôm nay anh chị nha. Rồi, à, tổng kết thì hôm nay chúng ta có nói về việc là phái sinh có diễn ra âm đềm hay không thì mời anh chị cùng đi vào trong cái bản tin ha anh chị xem bản tin thì có thể để lại một like cũng như là những bình luận trái tim màu tím hoặc là các cái mã cổ phiếu anh chị quan tâm ở dưới phần bình luận em sẽ hỗ trợ và giải đáp ở sau đó anh chị nha ok rồi tổng kết về thị trường một xíu thì trong phiên sáng vn index đóng nến tại vùng một nghìn một trăm giảm 3.9 điểm so với phiên ngày hôm qua với độ rộng thị trường thì hiện tại đang nghiêng vào các mặt cổ phiếu giảm 320 mã, mạ, các mã tăng thì có 115 và các mã tham chiếu là 88. Tổng giá trị giao dịch trong phiên sáng thì hơn 7.000 4.700 tỷ anh chị ha và phân bổ cho nhóm giảm hơn 2.100 tỷ và cái thanh khoản như thời điểm hiện tại thì nó đang tương đối thấp hơn so với phiên ngày hôm qua. Và biến động thì tác động tới bên index thì anh chị thấy vẫn đang có cái sự gấp mạch của các mã phiếu trụ của nhóm ngân hàng, trong đó có Vietcombank đang là cái yếu tố chính. Bên cạnh đó thì có thêm VPBank, có HDBank, CTG và STB. Đó, rồi cái phần còn lại thì có các mã cổ phiếu như là của VIC nhóm bất động sản này rồi có gas ha của nhóm dầu khí và của HBG của nhóm thép chiều tăng thì có BNG có BID LGC VJC BCM VHM VNM và HCM là những mã cổ phiếu đang góp phần một trong chiều tăng có gọi thì phiên ngày hôm nay vẫn đang tiếp tục duy trì là một phiên bán rồng và cái tỷ lệ bán ròng cũng đang còn ở mức lớn anh chị nha đang còn ở mức lớn Tự thì ngày hôm qua lại quay ra bán rồng phiên trước thì mua rồng 1.700 tỷ thì phiên ngày hôm qua bán rồng 1.800 tỷ là gần như muốn hết rồi ha. Ok, đó là về thị trường về những cái thông tin chung về diễn biến trong ngày hôm nay. Còn về đồ thị thì hiện tại VN Index đang cho những cái trạng thái tích lũy mạnh mẽ trong một cái xu hướng giảm và với trạng thái tích lũy như thế này thì VN Index tạm thời đang nằm bên dưới hai cái đường cân bằng động do đó cái trạng thái này nó hơi yếu hơn một chút anh chị nha. Nếu mà VN Index có cái mức điểm vượt qua được cái vùng cân bằng động này À, vừa qua được cái vùng 1106 1107 này thì thị trường có thể sẽ có những tín hiệu tích cực hơn cho cái quá trình có thể tăng về 1129 1130 và thậm chí có thể là chạm về vùng kháng cự 1137 cái cái mốc mà chúng ta đã chờ trong thời gian vừa qua. ha. Okay. Rồi, à, với thời điểm hiện tại thì anh chị thấy là với trạng thái tích lũy mạnh như thế này thì VN Index vẫn đang còn những cái diễn biến trong phiên ngày mai và ngày mốt với trạng thái tích lũy và sau đó vào phiên ngày thứ ba của tuần sau thì VN sẽ mở ra một cái khách sạn ở vùng 1106 anh chị nha. Do đó nếu mà trong tuần này VN Index có những cái quá trình rơi xuống, à, có những quá trình điều chỉnh về lại vùng bên dưới, có thể test lại cái vùng đáy cũ ở 1080, 1090 thì đó cũng là những cái điều bình thường và sẽ có cái cơ hội để bật tăng trở lại. Do đó thì nếu anh chị muốn quan tâm về cái điểm mua đánh tới 0 tới cộng thì mình có thể là tận dụng cái nhịp giảm để mình có thể mua và trade anh chị nha. Rồi về ngắn hạn hơn thì hôm nay và uh, phiên sáng vừa nên có cái cơ hội để tiếp tục mở vượt qua cái kháng cự chạm vào kháng cự 1102, 1106. Tuy nhiên cái điều này đã không diễn ra khi mà vừa đã có một trạng thái bất ngờ mở gấp giảm vào phiên sáng và sau đó có những trạng thái phục trở lại và đi ngang thì với cái vị thế mà đi ngang như thế này thì anh chị thấy là cái cơ hội mà để vượt qua thì tạm thời nó bị thu hẹp lại và trong chiều nay ha trong chiều nay thì vn sẽ mở ra một cái khách sạn ở vùng 1091 thì rất có thể vn có thể sẽ có những trạng thái điều chỉnh với khu vực này ha, có thể sẽ có những trạng thái điều, chỉnh với khu vực này do đó anh chị mà muốn chốt lời các mã cổ phiếu mình à, tới không tới cộng thì có thể tận dụng cái nhịp kéo giá để chốt ha ví dụ một số mã cổ phiếu đang có những hoạt động khá tốt của nhóm thép ví dụ như là nkg cũng vậy ha NKG rồi ví dụ như là TCH, đó là những mã phiếu mà đang có những cái trạng thái khá là tích cực về việc kéo điểm để anh chị có thể chốt được ở những vùng giá tốt và chốt trong chủ động. Rồi các mã phiếu của nhóm chứng khoán thì trong thời gian qua cũng đang có những diễn biến nói chung là các phiên gần đây đa phần là đi ngang, đi ngang chưa có những cái diễn biến gì quá tích cực. Thì với cái trạng thái hoạt động như thế này thì phải thêm hai tuần nữa để có thể có được những trạng thái hoạt động tốt hơn. Rồi đầu tư công thì cũng có những quá trình hồi phục trở lại nhưng mà cái quá trình hồi phục này cũng là cái cơ hội để cho anh chị có thể là canh chốt các cái mã cổ phiếu mà anh chị đang cắp. Đặc biệt là các cái mã cổ phiếu mà có những vị thế cao và đang lỗ nhẹ thì cứ ưu tiên kéo lên để mình hạ và mình thu về sức mua, mình chuẩn bị mua cho cái nhịp bên dưới giá tốt hơn anh chị nha Rồi, ok, đó là về thị trường ha. Rồi các mã cổ phiếu như là DXG, DIG DX thì vẫn đang duy trì mức độ đi ngang. Thì hiện tại nó đang có những quá trình tích lũy bên dưới cái đường con bằng động nhưng mà bên dưới nữa thì bên dưới cái vùng giá thì lại có những vùng hỗ trợ do đó những cái trạng thái rung lắc điều chỉnh về vùng hỗ trợ sẽ là cái cơ hội để anh chị có thể mua các cái mã cổ phiếu này với những vùng giá tốt hơn và cái biên độ chấp nhận rủi ro cũng như là cái mức chịu đựng của chúng ta nó sẽ tốt hơn nha anh chị nha. Ở trong phiên ngày hôm nay thì anh chị có thể chú ý về hai cái mã cổ phiếu đó là BNZ à, BNG. thì với trạng thái hiện tại của BNZ thì đang có những nhịp kéo khá tốt mà cổ phiếu này thì tạm thời đang vượt qua cái đỉnh ngắn hạn đang vượt qua đỉnh ngắn hạn thì à, có thể sẽ có cái kỳ vọng về một cái sóng trung hạn khi mà nó vượt qua được vùng 84.4 anh chị nha khi mà vượt qua được 82 thì nó cho những tín hiệu sớm về cái sóng trung hạn tuy nhiên thì để mà vào sóng trung hạn thì vượt qua được 84.4 thì nó sẽ tích cực hơn rất nhiều mà cổ phiếu này anh chị có thể tham gia trong cái vùng giá 82 ha, 82 cộng trừ tới 82.5 đó là những vùng giá anh chị có thể mua được rồi một cái mã cổ phiếu mà đang có những cái cơ hội để có thể vượt đỉnh đó là mã FRT anh chị ạ. À? Mã FRT thì với trạng thái này đang có những cái cơ hội để có thể vượt đỉnh này. Giờ tín hiệu thôi ha. Rồi. Ok, đó là về thị trường anh chị nha. Như vậy thì với cái diễn biến trong cái thời điểm hiện tại thì VN Index đang có những cái quá trình gọi là khả năng rung lắc trong chiều nay về việc là điều chỉnh về lại cái vùng khách sạn trong khung H1 do đó thì cái việc mà VN hôm nay sẽ có thể có một phiên đáo hạn phát sinh giảm điểm thậm chí là có thể kéo dài đến à, phiên thứ hai tuần sau và bắt đầu từ phiên ngày thứ ba thì VN sẽ xuất hiện cái khách sạn ở trong khung daily và kéo VN trở lại do đó thì anh chị hãy tận dụng cái nhịp giảm điểm này của VN Index test lại cái vùng đáy cũ ở 1082 1080 sẽ là cái điểm để anh chị có thể mua đây không cũng như là à, tham gia các cái mã cổ phiếu đang sẵn có trong danh mục mình để mang lại những biên lộ lợi nhuận tốt anh chị ha rồi ok à, anh chị sẽ có được một cái phiên sắp tới săn được hàng giá tốt và chốt được ở những vùng giá cao tư vấn đầu tư tư vấn danh mục tư vấn tài khoản anh chị cứ kết nối với tận qua số điện thoại 0987 98 1398 anh chị nha cảm ơn anh chị hẹn gặp lại anh chị trong những livestream cũng như là những video tiếp theo